Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy được cái mùa thu mà ở bên nước Mỹ này nó như thế nào nha các bạn. Thì nơi mình vừa mới chuyển qua mùa thu, cho nên mình sẽ lái xe một vòng để cho các bạn coi cái cảnh mùa thu nó như thế nào nha. Ok, mời các bạn cùng theo dõi. Đây các bạn thấy không? Đây là cảnh mùa thu đây. Những cái cây cối nó đã chuyển sang màu vàng và màu đỏ. Ok, bây giờ mình sẽ lái một vòng để cho các bạn coi nha. Các bạn thấy lá cây nó bắt đầu rụng rồi thấy không? Bên ngoài thì hôm nay trời đang mưa. Đấy các bạn thấy không? Những cái lá cây nó đã chuyển sang màu rất là đẹp các bạn. Thì con đường này hai bên đều là cây hết, cho nên mình lựa chọn cái con đường này để quay cho mọi người coi. Thì vừa lái xe vừa hơi rung tí cho nên các bạn thông cảm nha. Wow, có cái nhà này to quá trời to đây. Nhà này chắc cả triệu, như một cái lâu đài đấy các bạn. Nhà chắc cả triệu đô. Đây các bạn thấy không? Cây nó chuyển màu xanh, chuyển thành màu vàng. Màu vàng xong chuyển thành màu, có cây thì chuyển thành màu đỏ. Nó chuyển xong như vậy thì gió và mưa nó sẽ rụng trên đầy đường hết các bạn. Thì cái mùa này nó đẹp thiệt, nhưng mà rất là vất vả cho những cái người nào mà nhà có nhiều cây cối các bạn. Họ phải dọn dẹp những cái lá cây này. Tại vì nếu không dọn dẹp nó phân hủy rất là dơ các bạn. Lá cây nó rụng đầy hết trơn luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vòng qua một con đường khác để xem coi. Hôm nay thì trời đã bắt đầu hơi lạnh lạnh rồi các bạn. Mấy hôm trước thì trời rất là lạnh, hôm nay thì dịu xuống chút. Khi xưa mình ở Việt Nam thì những cái cảnh mà lá vàng với lá đỏ này mình chỉ thấy trong phim thôi. Nhưng mà qua bên Mỹ này thì mình mới thấy được là đúng là thật là mùa thu thì nó có sự đặc biệt và cái cảnh đẹp của mùa thu các bạn. Lái từ chậm chậm lại cho các bạn coi. Tại vì trời mưa quá. Trời mưa bắt đầu làm cho lá nó nặng đi và nó rụng đây các bạn. Các bạn thấy không? Đó, nó rụng đầy hết trơn này. Đó. Đây bên kia nữa. Thấy không? Nó có rất là nhiều con đường giống như vậy, hai bên đều là những cái hàng cây mà lá đỏ và lá vàng như thế này. Bạn thấy nó rụng không? Đầy đường hết đây các bạn. Đó, và họ sẽ lấy và họ bỏ vô cái bao rác giống như vậy đó. Họ sẽ gom những cái lá cây đó lại và họ bỏ vào những cái bao bằng giấy như thế. Thì nó có một ngày thứ ba hoặc là thứ sáu gì đấy, ngày đặc biệt thì có những cái người mà người ta chuyên đi thu gom những cái lá cây này để đem đi bỏ các bạn. Vào chỗ này rất là đẹp đây, bạn thấy không? Đó, cây nó chuyển màu đỏ kìa. Đó, và cây này màu vàng này. Bạn thấy không? Vàng gực cả một khu các bạn. Đẹp quá. Quả thật mùa thu thì chuyển sang lạnh gì lạnh, nhưng mà nó có cái đẹp của mùa thu các bạn.
Wow, cây này đây. Mình đưa tay ra để mình quay phim ướt cả áo hết rồi, mưa quá trời. Kệ, không sao, quay cảnh đẹp mà, ướt chứ cũng chẳng sao. Ok, giờ mình sẽ đi một vòng qua bên kia nữa nha, để coi coi à. Cây này thì chuyển màu đỏ này. Wow. Con đường này thì họ không có tráng nhựa các bạn. Con đường này là họ lót từng cục gạch luôn á. Các bạn thấy không? Thì ở khu mình ở thì nó có nhiều khu đặc biệt giống như vậy. Nó chỉ trải bằng đá thôi. Tức là lót từng cục đá các bạn, không xài tráng nhựa. Họ không xài nhựa đường. Họ chỉ xài toàn là đá cục cục đây đây, đây các bạn thấy không? Đó. Anh thấy không? Họ tráng từng cục kia đó. Đấy, mình đã quay cho các bạn thấy được cái cảnh mùa thu rồi đó. Bạn thấy không? Cảnh rất là đẹp. Thì ướt áo hết rồi. Tại quay phải lòn cái tay ra ngoài cửa sổ cơ mà. Vừa lái xe vừa lòn cửa tay ra cửa sổ mới quay được những cái cảnh đó. Tại vì bên ngoài hiện giờ trời đang mưa. Mưa từ hôm nay thì nó sẽ mưa vào từ 1 giờ sáng cho đến 9 giờ tối nay các bạn, thì nói chung là sẽ mưa nguyên một ngày. Mưa thì nói chung không lớn mấy thì cũng đủ làm mình ướt rồi. Các bạn biết không, mùa thu bên Mỹ này á thì nó chỉ có đặc biệt chỗ đó thôi, đặc biệt cái chỗ là ngày Halloween thì mình không nói rồi, ngày Halloween thì nó rơi vào mùa thu rồi. Nhưng mà đặc biệt cái cảnh á, cái cảnh nó rất là đẹp vì tất cả những cái lá cây nó sẽ chuyển sang màu, chuyển thành màu vàng và màu đỏ. Sau đó mình thấy là nó cũng có giống như là sắp đặt của ông trời rồi các bạn. Mùa thu khi mà lá đã chuyển sang màu thì nó sẽ có nguyên một tuần lễ đó, một tuần lễ nào đó trong cái mùa thu này, nó sẽ có gió rất là mạnh các bạn, gió mạnh và cũng có mưa nhiều nữa. Thì đó là sự sắp đặt của ông trời và sự tạo hóa rồi. Tại vì có gió như vậy nguyên một tuần để chi? Để cho những cái lá cây trên cành đó, nó rụng xuống hết các bạn. Nó rụng hết sạch cái cây luôn. Thì lúc đó là sẽ báo hiệu cho chúng ta biết là chuẩn bị bước sang mùa đông. Thì mùa thu cho đến hết cái mùa thu này á, thì lá nó sẽ bắt đầu rụng hết trên cây luôn. Thì gần chuyển sang mùa đông bắt đầu có gió. Trước lúc chuyển sang mùa đông sẽ có một tuần lễ có nhiều cơn gió mạnh, để chi? Để thổi tất cả những cái lá cây mà trên cành đó cho nó rơi xuống đất hết, và cây nó sẽ trở nên trơ trọi. Thì đến lúc đó là các bạn đã biết là sẽ đã chuẩn bị chuyển qua mùa đông rồi. Ok, thì hôm nay mình chỉ làm một cái video clip ngắn gọn để cho các bạn coi được cái cảnh mùa thu lá rơi bên Mỹ này nó như thế nào thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Nhưng đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.